Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế tên là Matthew. Người phán bảo ông: "Hãy theo ta." Ông ấy đứng dậy đi theo người, và xảy ra khi người ngồi dùng bữa trong nhà thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của người. Người bị phái thấy vậy liền nói với các môn đệ: "Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?" Nghe thế, Chúa Giêsu bảo rằng: "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu. Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: ta muốn lòng nhân, chứ không phải hy lễ. Vì ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi." Anh chị em thân mến, có bao giờ anh chị em đặt một câu hỏi: tại sao người biệt phái, tức là Pharisêu, hay bắt bẻ Chúa Giêsu khi Chúa Giêsu giao du tiếp xúc với người thu thuế? Nghề thu thuế là hải quan hay là quan thuế, có gì xấu xa mà người ta ghét như vậy? Thưa, thời bấy giờ, nghề thu thuế bị coi là nghề tội lỗi, vì người thu thuế làm việc cho đế quốc Roma. Chẳng hạn như người Roma nói rằng: ai muốn làm việc cho họ, nếu ai đó lãnh vùng ga lần này thì mỗi năm nộp cho Roma 10.000 đô la. Thế là người lãnh vùng ga lần sẽ thâu tiền của dân thật là nhiều, khoảng chừng 16 hay 17.000 đô la, rồi họ chỉ nộp cho đế quốc Roma 10.000 và bỏ túi 6 hay 7.000 kia. Do đó, ai làm nghề thâu thuế thì phạm hai tội rất lớn. Đó là: thứ nhất, làm việc cho ngoại bang đang hộ đô hộ nước Do Thái. Thứ hai, cắt cổ dân chúng để có tiền phụ trội. Trước con mắt của người biệt phái và trước con mắt của Chúa Giêsu, nghề thu thuế là tội lỗi, nhưng cách thức hành xử thì hoàn toàn khác nhau. Biệt phái nhìn người thu thuế với con mắt hiềm thù và muốn loại trừ. Trái lại, Chúa Giêsu nhìn người thu thuế với con mắt yêu thương và muốn cảm hóa. Vì muốn yêu thương và cảm hóa, Chúa Giêsu đi ngang qua sở thuế vụ và gọi Matthew: "Hãy theo ta." Thế là Matthew đứng dậy đi theo người. Đức cha Fulton Sheen nói rằng: khi nghe tiếng Chúa, Matthew bỏ mọi sự, nhưng ông ta đem theo cây viết. Để làm gì? Thưa, để viết tin mừng. Thánh Thomas Aquinas nói thật chí lý: grace builds on nature, có nghĩa là ơn sủng của Chúa xây đắp trên bản tính tự nhiên của con người. Matthew là người có học thức, ông biết viết chữ. Khi Chúa gọi ông dùng khả năng ấy. Có một điều khác với trước đây là: trước kia, cũng những ngón tay ấy, cũng cây bút ấy, ông chỉ chuyên viết những con số là tiền, viết những báo cáo cho chính quyền Roma về tiền. Ngày nay, khi đã nghe tiếng Chúa gọi và đáp trả, Matthew dùng chính những ngón tay ấy, cây viết ấy, để viết lời của Chúa. Thay vì viết những con số, giờ đây ông viết gia phả của Chúa Giêsu. Thay vì viết báo cáo cho người Roma, Matthew viết lên bằng chứng con Thiên Chúa đã phục sinh. Anh chị em thân mến, Chúa không chọn những người xuất chúng. Chúa cũng không đòi hỏi ta phải xuất sắc trong việc này việc nọ. Nhưng Chúa yêu chuộng một tấm lòng thành. Điều gì ta
ta hãy dâng lại cho Chúa, chính Chúa sẽ làm thành sự. Nguyện xin Thánh Matthew cầu bầu cùng Chúa cho ta biết cộng tác với ơn của Chúa, bởi vì chính Chúa là cây nho, còn ta chỉ là cành nho. Cành thì sống nhờ cây, không có Thầy Chí Thánh ta không làm gì được. Nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.